20 sai lầm khi giảm cân khiến bạn cố gắng đến thế nào thì cũng thất bại. Bạn có bao giờ cảm thấy mình đã cố gắng giảm cân nhưng lại không có hiệu quả, cân nặng thì lại cứ dậm chân tại chỗ? Đó có thể là bạn đã phạm phải một trong những sai lầm khá phổ biến khi giảm cân. Trải 360 sẽ giúp bạn hiểu ra những lỗi sai phổ biến trong video dưới đây. Về cơ bản thì chắc chắn bạn đã nắm rõ nguyên tắc giảm cân, đó chính là muốn giảm cân nặng. Chỉ cần giảm lượng calo hấp thụ và tăng lượng calo tiêu thụ bằng đường tập luyện là xong. Tuy nhiên, mọi việc khó khăn hơn nhiều. Lý do đơn giản là vì chúng ta thường phạm phải quá nhiều lỗi trong quá trình ăn kiêng, sinh hoạt, v.v. cho đến quá trình đốt mỡ bị tắc nghẽn. Các sai lầm khi giảm cân phổ biến nhất nhiều người hay mắc phải. Giảm cân đối với nhiều người thường khá là khó khăn. Thỉnh thoảng, bạn cảm giác mình đang làm đúng hướng nhưng vẫn không thấy có tiến triển gì cả. Có khả năng cao là bạn đang tự cản trở quá trình giảm béo do nghe theo những lời khuyên sai hướng hay lỗi thời. Vậy thì, những thông tin dưới đây là cái bạn thật sự đang cần. 1. Chỉ tập trung vào những con số trên cân. Khá là phổ biến khi bạn cảm giác mình giảm cân quá chậm, mặc dù đã ăn kiêng rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, những con số hiện trên bàn cân chỉ là một cách để đánh giá sự thay đổi về cân nặng. Cân nặng bị ảnh hưởng từ rất nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả sự tăng giảm của nước bên trong cơ thể và lượng thức ăn tích trữ bên trong cơ thể của bạn. Thật vậy, cân nặng có thể tăng lên hay giảm xuống khoảng 1,8kg trong suốt một ngày, tùy thuộc vào lượng thức ăn và nước uống bạn đã nạp vào cơ thể trong ngày hôm đó. Ngoài ra, hàm lượng estrogen gia tăng và những thay đổi hormone khác trong cơ thể phụ nữ có thể gây tích trữ nước nhiều hơn. Tuy nhiên, điều này lại vô tình thể hiện lên cân nặng của bạn trên bàn cân. Nếu những con số trên bàn cân không chịu dịch chuyển, bạn có thể đang giảm mỡ rất tốt, nhưng vẫn còn tích nước trong người. May mắn là bạn vẫn có thể thực hiện một số phương pháp giảm nước tích tụ trong cơ thể. Ngoài ra, nếu bạn đang đi tập tạ, bạn có thể tăng cơ và giảm mỡ. Khi đó, mặc quần áo vào sẽ thấy rộng hơn, đặc biệt là quanh vòng eo, bất chấp cho cây kim trên bàn cân không dịch chuyển. Đo vòng eo của bạn bằng dây và chụp toàn thân mỗi tháng vài tấm sẽ giúp bạn biết mình có đang giảm mỡ hay không, thậm chí là cây kim bàn cân không nhúc nhích quá nhiều. Nói tóm lại, có rất nhiều yếu tố để ảnh hưởng tới cây kim trên bàn cân, bao gồm nước trong cơ thể, khối lượng cơ bắp và cả trọng lượng của những thức ăn chưa tiêu hóa hết. Bạn có thể đang giảm mỡ cơ thể, thậm chí là cây kim bàn cân không thay đổi gì nhiều. 2. Ăn quá nhiều hoặc ít calo. Để giảm cân, chắc chắn bạn cần thâm hụt đi lượng calo nạp vào cơ thể mỗi ngày. Điều này có nghĩa là bạn cần phải đốt cháy nhiều calo hơn là mức bạn nạp vào. Trong nhiều năm, mọi người luôn tin rằng 3.500 calo mỗi tuần sẽ giúp giảm 0,5 kg mỡ. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng lượng thâm hụt calo cần để giảm cân sẽ khác nhau cho mỗi người. Bạn có thể cảm thấy là mình không ăn quá nhiều calo đâu. Tuy nhiên, thật ra hầu hết chúng ta đều có xu hướng đánh giá thấp và không ghi chép lại những gì chúng ta đã ăn trong một ngày. Trong một nghiên cứu trong 2 tuần, 10 người bị béo phì đã nói rằng họ ăn 1.000 calo một ngày. Thế nhưng, thử nghiêm trọng, phòng thí nghiệm đã cho thấy thật ra họ ăn tới 2.000 calo một ngày. Bạn có thể đã ăn quá nhiều thực phẩm lành mạnh nhưng lại chứa nhiều calo, chẳng hạn như các loại hạt và phô mai. Chìa khóa ở đây chính là chú ý tới khẩu phần ăn. Mặt khác, cắt giảm lượng calo nạp vào quá nhiều cũng có thể gây ra tác dụng ngược. Nhiều nghiên cứu về chế độ ăn kiêng rất ít calo, cung cấp dưới 1.000 calo mỗi ngày đã chứng minh chế độ ăn này sẽ khiến người ăn mất rất nhiều cơ bắp và làm quá trình trao đổi chất chậm lại. Nói tóm lại, ăn quá nhiều calo có thể khiến bạn không giảm cân được. Ngược lại, nếu ăn quá ít calo có thể khiến bạn rơi vào tình trạng quá đói và làm trình trao đổi chất diễn ra chậm cũng như mất cơ bắp. 3. Không tập luyện hoặc tập quá nhiều. Trong suốt hành trình giảm cân, chắc chắn bạn sẽ giảm đi không ít khối lượng cơ và mỡ, mặc dù lượng này phụ thuộc vào một vài yếu tố. Nếu bạn không tập luyện gì cả trong khi đang hạn chế lượng calo, bạn sẽ giảm nhiều khối lượng cơ bắp và quá trình trao đổi chất cũng chậm lại. Trái ngược lại, tập luyện giúp bạn hạn chế tối đa việc bạn mất cơ, thúc đẩy quá trình giảm mỡ và việc ngăn không cho quá trình trao đổi chất chậm lại. Bạn càng có nhiều cơ bắp, việc giảm cân sẽ càng diễn ra dễ dàng hơn. Tuy nhiên, tập luyện quá mức có thể gây ra nhiều vấn đề. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng tập luyện quá nhiều không thể duy trì được trong thời gian dài đối với hầu hết mọi người và có thể gây căng thẳng. Ngoài ra,
Điều này sẽ làm suy giảm đi quá trình sinh sản ra adrenal hormone, loại hormone kiểm soát sự căng thẳng. Cố gắng ép cơ thể đốt cháy nhiều calo bằng cách luyện tập quá sức thường không mang lại hiệu quả cũng như không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nâng tạ và tập cardio vài lần một tuần là kế hoạch tập luyện lý tưởng để duy trì tốc độ trao đổi chất trong suốt quá trình giảm cân. Nói tóm lại, không tập luyện sẽ làm mất cơ bắp và làm chậm đi quá trình trao đổi chất. Tránh ngược lại, tập quá nhiều có thể không gây hiệu quả lành mạnh, thậm chí còn khiến căng thẳng hơn rất nhiều. 4. Không tập tạ. Luyện tập tạ đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình giảm cân. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh được rằng tập tạ là một trong những phương pháp tập luyện hiệu quả nhất để tăng cơ và tăng quá trình trao đổi chất. Ngoài ra, nó còn giúp người săn chắc hơn và thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ bụng. Thật vậy, đánh giá nghiên cứu với 700 người đã tìm thấy rằng phương pháp giảm cân tốt nhất chính là kết hợp giữa tập gym và tập cardio. Nói tóm lại, tập tạ hay tập sức bền sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ trao đổi chất, tăng cơ và giúp giảm mỡ. 5. Chọn thức ăn ít béo hay thức ăn kiêng. Những loại thức ăn kiêng hay thức ăn ít béo chế biến sẵn thường được coi là lựa chọn lý tưởng cho những người cần giảm cân, nhưng thật ra nó có thể gây hiệu quả ngược. Nhiều loại thức ăn này thường chứa nhiều đường để cải thiện vị giác. Ví dụ, 245g sữa chua hương trái cây ít béo có thể chứa 47g đường, gần 12 muỗng. Thay vì giúp bạn no bụng nhanh chóng, các sản phẩm ít béo này thường khiến bạn đói bụng nhiều hơn và làm bạn thấy mình cần ăn nhiều hơn. Thay vì ăn các loại thức ăn ít béo hay thực phẩm ăn kiêng, hãy chọn các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và ít chế biến sẵn, chẳng hạn như đọc bài viết thực phẩm cho người giảm béo. Nói tóm lại, các loại thực phẩm ăn kiêng hay thức ăn ít béo rất giàu đường và có thể khiến bạn đói bụng, cần phải ăn nhiều calo hơn. 6. Đánh giá quá cao lượng calo cơ thể đốt cháy trong khi tập luyện. Nhiều người tin rằng tập luyện sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ trao đổi chất. Mặc dù tập luyện sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất tới một mức nào đó, nhưng nó có thể ít hơn mức bạn nghĩ. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, cả người bình thường và người thừa cân thường có xu hướng đánh giá cao lượng calo cơ thể đốt cháy trong suốt quá trình tập luyện, thường là tới một số quá lớn. Trong một nghiên cứu, mọi người đốt cháy khoảng 200-300 calo trong một buổi tập. Tuy nhiên, khi được hỏi, họ nói họ đã đốt cháy trên 800 calo. Kết quả, họ càng ăn nhiều hơn. Điều này nói lên rằng, tập luyện vẫn đóng vai trò quan trọng với sức khỏe và có thể giúp bạn giảm cân. Tuy nhiên, nó không đốt cháy nhiều calo như mức bạn nghĩ. Nói tóm lại, các nghiên cứu khoa học đã chứng minh mọi người thường có xu hướng đánh giá quá cao lượng calo đốt được trong khi tập luyện. 7. Không ăn đủ protein. Ăn đủ lượng protein rất quan trọng nếu bạn đang cố gắng giảm cân. Thật vậy, protein được chúng có thể giúp giảm cân trong vài ngày. Nó có thể giúp giảm chứng thèm ăn, tăng cảm giác no bụng, giảm lượng calo hấp thụ, tăng quá trình trao đổi chất và duy trì khối lượng cơ nạc trong suốt quá trình giảm cân. Một nghiên cứu trong 12 ngày, những người tham gia thực nghiệm đã ăn một chế độ ăn, họ thường ăn ít hơn 575 calo mỗi ngày so với khi họ ăn 15% lượng calo từ protein. Một nghiên cứu khác cũng đã chứng minh được rằng chế độ ăn nhiều calo chứa khoảng 0,6 đến 0,8 gram protein trong mỗi 1,2 đến 1,6 kg có thể giúp kiểm soát cơn thèm ăn và giúp cơ thể săn chắc hơn. Để tối ưu việc giảm cân, hãy đảm bảo mỗi bữa ăn của bạn đều chứa rất nhiều thực phẩm tự nhiên giàu hàm lượng protein. Nói tóm lại, việc ăn nhiều thực phẩm giàu protein sẽ giúp giảm cân bằng cách cắt giảm cơn thèm ăn, tăng cường được cảm giác no bụng và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. 8. Không ăn đủ chất xơ. Một chế độ ăn kiêng ít chất xơ sẽ mang lại nhiều hiệu quả to lớn cho việc giảm cân. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh chất xơ hòa tan giúp giảm cơn đói bụng bằng cách hình thành một loại gel giữ nước. Loại gel này di chuyển chậm chạp trong đường tiêu hóa, giúp bạn luôn cảm giác no bụng. Các nghiên cứu khoa học đã khuyến nghị rằng tất cả các loại chất xơ đều giúp ích cho việc giảm cân. Tuy nhiên, một vài nghiên cứu khoa học đã chứng minh được rằng chất xơ hòa tan giúp giảm cơn đói bụng và lượng calo hấp thụ so với các loại chất xơ khác. Nói tóm lại, ăn đủ chất xơ có thể giúp giảm cơn thèm ăn bằng cách làm no bụng và bạn sẽ ăn được ít hơn. Ngoài ra, nó có thể giúp bạn hấp thụ ít calo hơn là thực phẩm khác. 9. Ăn quá nhiều chất béo trong chế độ low carb. Chế độ ăn kiêng keto hay chế độ ăn kiêng low carb thường khá nhiều hiệu quả khi giảm cân. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh được rằng họ có xu hướng giảm cơn đói bụng. Điều này thường khiến cho cơ thể ăn ít calo lại. Nhiều chế độ ăn keto và low carb thường cho phép ăn vô giới hạn chất béo. Tuy nhiên, với
Vấn đề là một vài người thường không ngừng ăn được. Kết quả là họ thường ăn quá nhiều calo tới mức không thể đạt được việc thâm hụt calo. Nói tóm lại, mặc dù chế độ ăn low carb hay keto giúp giảm cơn đói bụng và hàm lượng calo hấp thụ, thì ăn quá nhiều chất béo sẽ làm chậm hay ngăn cản quá trình giảm cân. 10. Ăn quá thường xuyên, thậm chí bạn không đói bụng. Trong nhiều năm, lời khuyên là cứ mỗi tiếng ăn một lần để giúp giảm cơn đói bụng và giúp quá trình trao đổi chất hoạt động mạnh hơn. Không may là điều này có thể khiến cơ thể ăn quá nhiều calo trong suốt cả ngày. Ngoài ra, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy no bụng. Trong một nghiên cứu, lượng đường máu và cơ đói bụng sẽ giảm đi trong khi tỷ lệ trao đổi chất và cảm giác đói bụng sẽ tăng cao ở nam giới. Những người thường ăn 3 bữa so với 14 bữa trong 36 tiếng. Một nghiên cứu khác đã chứng minh rằng mọi người bỏ bữa sáng, họ thường ăn nhiều calo hơn vào bữa trưa. Đừng bao giờ để cơ thể quá đói, thay vào đó hãy ăn các bữa ăn phụ sẽ tốt hơn. 11. Có mục tiêu rõ ràng. Giảm cân và có sức khỏe tốt chắc chắn giúp bạn tràn đầy động lực. Tuy nhiên, nếu không có mục tiêu rõ ràng, chắc chắn bạn sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Các nhà nghiên cứu đã phân tích các dữ liệu từ một số chương trình giảm cân. Họ báo cáo rằng, những chị em phụ nữ béo phì hay thừa cân thường từ bỏ chương trình này chỉ sau khoảng 6 đến 12 tháng. Hãy điều chỉnh lại mức mục tiêu của bạn để trông thực tế hơn, chẳng hạn cắt giảm 10% trọng lượng cơ thể trong một năm. Điều này có thể khiến bạn đôi chút thất vọng và khả năng tăng thành công của bạn. Nói tóm lại, những mục tiêu không thực tế có thể dẫn tới những việc nóng vội, dễ từ bỏ. Hãy đặt mục tiêu khiêm tốn một tí để gia tăng khả năng giảm cân thành công. 12. Không theo dõi những gì bạn ăn. Ăn các loại thực phẩm ít calo, giàu dưỡng chất là một cách giảm cân cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên, bạn có thể đang ăn nhiều calo hơn mức bạn tưởng để giảm cân. Thêm vào đó, bạn không đạt đủ lượng protein, chất xơ, carb và chất béo để giúp ích cho quá trình giảm cân. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh được rằng, theo dõi những gì bạn ăn sẽ giúp bạn có được một bức tranh tổng quan nhất về lượng calo bạn nạp vào mỗi ngày và dưỡng chất hấp thụ. 13. Uống quá nhiều đồ uống có đường. Nhiều người cắt giảm các loại nước uống giải khát và các loại đồ uống có đường ra khỏi chế độ ăn của họ để giảm cân. Tuy nhiên, uống các loại nước ép trái cây không phải là ý kiến hay. Thậm chí, 100% nước ép trái cây đều chứa đường và có thể gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe, cân nặng, tương tự như những gì gây ra bởi các loại nước uống có đường. Ví dụ, 320g nước ép táo không đường chứa 36g đường, thậm chí lượng đường này còn cao hơn trong cả một lon coca. Sau một buổi tập đầy mệt mỏi, nhiều người thường có thói quen chọn một loại nước uống để giải khát. Điều này cũng không vấn đề gì nếu bạn không chọn mấy loại nước như nước ngọt, sinh tố ngọt. Chỉ một ly Starbucks cũng chứa tới 60g đường. Còn các loại nước ngọt có ga thì khỏi cần nói. Chưa kể, thường bạn uống nước ngọt có ga là khả năng bạn sẽ rất thèm ăn. Do đó, sau khi tập, tốt nhất bạn hãy uống ngay một ly sữa bổ sung whey nhé, không thì uống nước. Nếu còn bạn muốn biết vì sao sau tập nên uống whey, hãy đọc kỹ bài viết cách phục hồi cơ sau tập gym. 14. Không đọc nhãn thành phần dinh dưỡng trên sản phẩm. Không đọc nhãn các thành phần dinh dưỡng có thể khiến bạn sẽ ăn nhiều calo không mong muốn như các thành phần không tốt cho sức khỏe. Hôm nay là nhiều sản phẩm thường dán nhãn là lành mạnh nhưng thật ra là không có gì tốt cả. Để có thể hiểu được rõ bản chất của sản phẩm mình tính mua, bạn nên nhìn kỹ vào bảng thành phần dinh dưỡng. Hiện tại có rất nhiều thực phẩm được dán nhãn là tốt cho sức khỏe con người, nhưng thật ra tốt hay không còn phải phụ thuộc vào nhu cầu. Nếu đã ăn kiêng, bạn cần phải tránh xa đường, hạn chế tinh bột. Tuy nhiên, các nhà sản xuất vô tình hay cố ý không ghi thẳng là đường mà viết tên hóa học của đường như fructose, sorose, vân vân. Nhiều người thường không biết và hậu quả là thất bại. Một nhầm lẫn tới 90% người Việt đều sai chính là thông tin dinh dưỡng trên bao bì cho toàn bộ sản phẩm. Thật ra, đó là chia sẻ cho số lần dùng. Do đó, hãy tập thói quen đọc hiểu. Thường thì bạn sẽ chú ý tới một số thông tin như calories, serving, protein, carb và fat. 15. Không ăn các loại thực phẩm tự nhiên, nguyên chất. Một trong những điều tệ hại nhất chính là bạn đang trong thời gian giảm cân mà lại ăn rất nhiều thực phẩm chế biến sẵn. Nhiều nghiên cứu trên người và động vật đã khuyến nghị rằng các loại thực phẩm chế biến sẵn là yếu tố chủ chốt gây béo phì. 16. Phụ thuộc vào người khác quá nhiều. Bạn cứ phải suốt ngày chăm chăm xem người khác, những cô nàng gymer hay những bạn nào có body đẹp ăn uống tập luyện như thế nào rồi xin vào đơn. Đó là những sai lầm khi giảm mỡ bạn cần bỏ ngay. Mỗi người có cơ địa riêng, có người dễ lên cơ, có người lại khó tăng cân, có người dễ giảm béo.
có người, hít không khí cũng béo, vân vân. Bạn nên đọc bài 3 tạng người trong gym. Điều bạn cần ở đây chính là một phương pháp để thực hiện chứ không phải là một công thức. Chỉ chạy bộ. Không thể phủ nhận rằng chạy bộ, đạp xe hay các bài liên quan tới cardio thực sự là một cách lý tưởng để đốt cháy calo. Tuy nhiên, cũng vì lý do này mà nhiều người chăm chỉ vào máy chạy bộ và rất ngại tập tạ. Đây là một quan điểm sai lầm. Việc đó không chỉ giúp chúng ta tăng kích cỡ mà còn giúp tiêu hóa tốt hơn, tăng cường quá trình trao đổi chất. Bạn có muốn mình tập trung đốt mỡ, sau đó những người như cây que, hay bạn muốn một vóc dáng săn chắc? 18. Bỏ bữa. Một trong những sai lầm phổ biến nhất khi giảm cân chính là nhịn ăn. Điều này tưởng chừng rất tốt vì sẽ làm giảm đi lượng calo. Khi bỏ bữa, hệ trao đổi chất sẽ làm việc chậm lại, tức là thức ăn khó chuyển hóa thành năng lượng tích trữ mỡ. Chưa kể, bạn sẽ có xu hướng ăn vặt để giảm đói, nói chung là không có lợi. 19. Loại bỏ hoàn toàn chất béo. Như bạn đã biết, chất béo không phải là nguyên nhân khiến bạn béo lên. Thậm chí chất béo còn giúp bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây là bạn phải biết chọn. Điều này có nghĩa là thay vì chọn các loại thực phẩm chiên xào nhiều dầu mỡ xấu, hãy chọn các loại thực phẩm tốt. 20. Ngủ không đủ giấc. Giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng cho sức khỏe nếu như bạn không muốn suốt ngày mệt mỏi và ăn liên tục. Mỗi ngày bạn nên ngủ ít nhất 8 tiếng, tốt nhất là 11 giờ tối đi ngủ. 10 giờ trở đi chính là thời điểm cơ thể bắt đầu đi vào quá trình thải độc tố, thanh lọc cơ thể. Cứ thức thêm 1 tiếng là bạn sẽ ép cơ thể mình không thực hiện đúng chức năng của mình. Trên đây là 20 sai lầm khi giảm cân khiến bạn cố gắng đến thế nào thì cũng thất bại. Vậy bạn có mắc một trong những sai lầm đấy hay không? Hãy cố gắng sửa những sai lầm đấy và chúc bạn thành công trên con đường giảm cân của mình. Nếu như bạn cảm thấy video này bổ ích thì nhớ đừng quên nhấn like, share và subscribe ủng hộ kênh Trại 360 nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Video của Trại 360 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Trại 360. Nếu các bạn cảm thấy hay thì đừng quên để lại cho chúng mình một like, share và subscribe ủng hộ Trại 360 nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.